Chào mọi người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và bây giờ mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là mở bí kíp thần ở trong event Hoàng Trả tháng 11 nha. Thì đã từ rất lâu rồi, mở bí kíp thần là phải nói một cái gì đó mà rất nhiều anh em đang quan tâm luôn. Thì trong đợt event này ấy, thì mình up full Hoàng Trả cho một anh ở bên S267. Thì cảm ơn anh Bạch Long cũng như cảm ơn rất nhiều anh em ở bên S267 ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thì sẵn đây mình cũng xin phép anh Bạch Long mở bí kíp cho anh nha. Thì nói chung thì anh em biết là mình xưa giờ mang tiếng là mở bí kíp tới hơn cỡ nào rồi. Thì anh Bạch Long giao cho mình nhiệm vụ mở bí kíp. Ok. Thì bây giờ up full event cho anh rồi, mình sẽ mở bí kíp nha. Thì đợt này full event thì video trước mình có làm cho anh em rồi. Thì anh em sẽ được 15k kim bảo này, 15 gương vi phong và hơn 40 mảnh bí kíp thần nha. Thì rất là ngon luôn anh em. Nên up event thì up event bên mình sẽ là giá từ 220 tới 240 cho một min. Thì ngân phiếu mình sẽ bán lại 170 tới 190 một k on server. Thì anh em cứ nhắn tin Zalo của mình nha. Thì mình sẽ cho mọi người xem sơ server đã. Thì server S267 thì đây sẽ có top 1 anh Nu, 3 Kachi, Xó Trời, Hồng Thức Công, rất là nhiều luôn. Đây server này cũng rất là căng đây, đua top hơi kinh. Thì ban họ thì sẽ có ban Vô Song, ban Hồng Hưng và ban Tiếu Ngạo. Thì trước khi vào video, lại phút quảng cáo của mình là bên mình có bán thẻ xin rẻ, các bạn tự nạp slot bay vận hàng lên tới chiết khấu 9%. Và mình sẽ nhận trung gian động tin tất cả những sản phẩm của VNG cũng như là up event cho anh em về với giá từ 220 tới 240 một min tùy server. Và ngân phiếu sẽ bán lại từ 170 tới 190 một k cho on server luôn. Thì anh em cứ nhắn tin cho mình, và đặc biệt mình sẽ discount cho tất cả anh em nào mà up event theo team này cũng như là up event theo ban hội thì cứ liên hệ mình nha. Và nếu anh em nào cần tư vấn cũng như là trung gian động tin thì cứ liên hệ Zalo mình, và đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Thì bây giờ mình sẽ không để lâu nữa, mình sẽ vào luôn video. Đây, nhận hết mấy phần quà cho ảnh đi. Đây, nhận hết mấy cái phần quà để cho ảnh nào, để nhận xong để mình coi tổng cộng mà được bao nhiêu mảnh bí kíp thần nha. Cũng ngon đấy, nhận phát cũng thơm thơm. Trời ơi, anh em cảm giác mà đã nhất, anh em biết gì không? Cảm giác đã nhất là lúc mình nhận thưởng anh em à. Nó quá đã luôn. Đây, thì bây giờ nhận xong rồi anh em sẽ vô coi 29 mảnh bí kíp thần. 29 mảnh bí kíp thần, cái này rương bí kíp thần thì để ảnh mở đi. Hộp mà chọn mảnh bí kíp thần y cũng ngon này. Đánh còn ngon mà mảnh bí kíp thần đây, để mình chọn mảnh nào cũng ngon ngon đấy. Ủa, hai cái quyết ngẫu nhiên của ảnh đâu có tiêu lai. Hai cái bí kíp thần ngẫu nhiên, viễn bí kíp hiếm thấy trên trời, dùng để nhận bí kíp thần ngẫu nhiên. Ok, vậy tính ra là có tới 4 mảnh và một cái hộp chọn. Thì từ để mình coi, nếu mà mình mở 4 mảnh ra xui thì mình sẽ dùng hộp chọn để mình chọn chảnh bây giờ để coi bí kíp của ảnh đi. Ảnh của ảnh là Càn Khôn Đại Na Di Chân Kinh Hàng Long Trưởng, anh chơi môn phái là như cái bang đúng không ta? Anh chơi cái bang rồng thì cái cuốn còn lại chắc chắn là Thất Thương Quyền rồi đúng không em? Cái cuốn còn lại Càn Khôn Dịch Chân Kinh Hàng Long Trưởng, cuốn còn lại chắc chắn là Thất Thương Quyền rồi. Ok, thì giờ mình sẽ qua bên Thiếu Lâm đi. Thiếu Lâm là nơi mở bí kíp mà phải nói là ngon nhất. Đây, qua Thiếu Lâm. Ok, Thiếu Lâm chạy xuống đây. Đấy, lại đứng ở chỗ này, có ông nào đứng ở chỗ này vậy ta? Có ông nào đứng ở chỗ này rồi? Lại là những cái câu nơi quen thuộc đây, qua Thiếu Lâm. Ngồi xuống anh em à, xin nào, ngồi xuống. Chuẩn bị. Xin vật tổ cho con Nguyễn bí kíp thần Thức Thương Quyền. Đó, hợp lý anh em à. Chuẩn bị. Thức Thương Quyền. Chuẩn bị anh em, Thức Thương Quyền. Oh my god, kiếm Thức Thương Quyền nào. Mở chỉ cần Thức Thương Quyền. Nói chung là bây giờ ra Thức Thương Quyền hoặc 4 cuốn kháng tất cả là ngon, tại vì bây giờ có phụ bí kíp nữa anh em. Nói chung là đừng có ra cái cuốn nội lực là ngon rồi nha. Đừng ra cuốn nội lực nha. Thức Thương Quyền. Chứng phải Thức Thương Quyền. Má Hàng Long Trưởng cũng ngon, được, ngon. Ừ, cuốn này ngon, Hàng Long Trưởng ngon, hợp lý. Hàng Long Trưởng là được.
Nói chung mà ra chứng phái là được, từ từ ra hàng lâm trưởng được, để mình mốt mình mở phụ bí kíp ấy, mình đúc cái cuốn hàng lâm trưởng vô được, không sao, ngon, vẫn ngon. À, Phật tổ vẫn ngon, đổi vị trí em ơi. Một nơi là một cái thôi, qua tới nhà mì. Mỗi nơi mình mở một cái thôi em, mở nhiều quá nó không hên. Nào, tới bên này, tới Phật tề này mà. Đấy, hợp lý, ngon 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 ngon. Đây này, có vẻ ngon. Sương sương được cuốn hàng lâm trưởng rồi, bây giờ mở thêm cuốn thức thu quyền nè anh em. Chuẩn bị. Qua tới đây, ấy tiện chạy đâu vậy? Ngon quá. Ngon đấy, được cuốn kia thấy sương sương hợp lý rồi. Xin Phật tổ cho con mở cuốn thức thương nguyện để thống nhất Phật lâm. Để thống nhất Phật lâm. Ok, để thống nhất Phật lâm. Ok, thống nhất Phật lâm. Ok, chuẩn bị em ơi, chuẩn bị. Thức thương nguyện. Bây giờ chỉ còn thức thu nguyền là trong đủ bộ quảnh thôi, thức thu nguyền hoặc là bất kỳ cuốn nào xài được cũng được, thức thu nguyền. Trời ơi, Cáp Bô Công, cái cuốn này thì nó có sinh lực thì nó cũng không ngon, sinh lực kháng độc đúng không ta, mình nhớ không lọc thấy không, sinh lực kháng mộc này. Cái cuốn này thì nói chung thì không có, nếu mà đẩy vào cái bí kíp phụ ấy, thì cũng được, nhưng mà không ngon mà cuốn tấn công hết tất cả nha. Nói chung qua đây cũng Sukana quá, cuốn thứ hai hơi xui nha, hơi bị xui luôn á ta. Giờ đi qua đâu nhỉ, qua bên mấy cái phái Hoa Sơn đi ấy, qua chỗ này này, một là mở được, hai là nhảy xuống cầu luôn. Chỗ này anh em hay đứng nhiều này, anh em thấy đứng ngay cầu này anh em. Đứng ngay ngay khúc này là anh em hay đứng chụp hình nè. Nó có dư âm, nó có dư âm hình ảnh của anh em cái khúc này. Nó sẽ có dư âm hình ảnh của anh em khúc này đấy mà. Chuẩn bị thức tu nguyện, phải có cuốn thức tu nguyện xài đời anh em ơi. Còn thiếu thức tu nguyện nữa. Thiếu thức tu nguyện nữa lạc này mạnh phô đói luôn. Chuẩn bị. Thức tu nguyện rồi. Trời ơi, Ngô Câu Xương Tiết phải nồi cũng ngắn kim nữa. Sukuna vậy ta. Cuốn này hơi tào lao ấy, cuốn này hơi cùi. Con khít đúng là nhảy cầu luôn, thiệt trời luôn trời. Việc gì thiệt tình chứ. Chỗ này mở không ngon, kiếm chỗ nào thôi. Đi qua hôm bữa mình nhớ mình mở chỗ nào, nó ở đâu ấy nhờ. Không nhớ. Qua bên Thiên Phương ơi, Thiên Phương Bang thì không có chỗ nào mà để có thể mở được nó ok tí xíu anh em. Mở ngay chỗ điểm Luân Sơn, mình nhớ hồi xưa điểm Luân Sơn có mấy chỗ mà vận tiêu ấy. Không phải đây rồi. Qua bên Thương Phân Đường đi. Thương Phân Đường thấy chỗ này đẹp này. Hơi bị xịn luôn ấy. Đứng kế đây này. Đứng ngay đầu rồng này. Mở bí kíp này. Mở bí kíp ok. Căng 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 căng. Ông nào thấy mở bí kíp xui quá. Cười. Ok. Xin chuẩn môn nhạc lôi đi. Xin chuẩn môn nhạc lôi cho con quyển bí kíp thần thức thu nguyện. Đáng lẽ không ra thức thu nguyện, thức thu nguyện chứng phái, thức thu nguyện chứng phái, thức thu nguyện chứng phái, thức thu nguyện chứng phái đây mà, thức thu nguyện chứng phái, thức thu nguyện chứng phái, thức thu nguyện chứng phái, thức thu nguyện. Quá là cuốn kháng mộc Cáp Bô Công nữa rồi. Củ Âm Chảo. Cuốn này cũng được. Có tấn công cũng được. Cuốn này ngon.
Hợp lý hai cuốn. Bây giờ phải dùng tới hợp chọn bí kíp ngũ hành rồi. Cuốn Thức Thu Nguyền là hệ gì? Từ từ để mình coi coi. Vô tàng kinh cát coi Thức Thu Nguyền là hệ gì nhờ. Cuốn Thức Thu Nguyền là hệ gì? Ở trong tàng cát không có. Để coi biết những anh em khác coi. Mình không nhớ Thức Thu Nguyền hệ gì. Nokauchi, mình coi bí kíp của anh em đi. Thức Thu Nguyền là hệ... Ủa nó không có hệ luôn ta. Thức Thu Nguyền là hệ gì nhờ? Như hệ kim nha, sao mình không nhớ nhỉ? Ở đây nó không hiện anh em. Tuyệt học hộ thể. Ê, thì nói chung mình mở chẳng được cáp ngô công này, ngô câu xuân tiết này và hàng long trưởng. Nói chung mở 2/4 cuốn rất là ngon, nhưng mà rất là tiếc là vẫn chưa ra đuổi cuốn Thức Thu Nguyền. Khó quá, đợt này mở kết khó anh em, kiếm Thức Thu Nguyền nó hơi khó luôn ấy. Nói chung là phải đợt sau nữa. Còn cái hộp này theo mình thì để ảnh tự chọn đi, tại vì mình không biết ảnh thích cuốn nào, nên mình có thể ảnh cần đổi phái hay là sao ấy thì để ảnh đi. Thì nói chung mình xin kết thúc video đây. Thì anh em nào cần up event giá rẻ thì cứ liên hệ mình, cũng như nạp xin thì cứ liên hệ mình nha. Và anh em cần mở bí kíp thì cứ nhắn tin mình và comment cái chỗ nào mở bí kíp đó hơn ấy, thì trong video sau mình sẽ mở luôn. Thì mình xin kết thúc video đây. Chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào mọi người.